Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh sẽ giới thiệu với anh em một con, đó là Ninja 650 đời mới nhất 2021. Và đặc biệt cái con này tại sao Minh quay ở trong nhà? Tại vì bởi vì nó chỉ mới chạy 400 km. Và khi anh em nào muốn mua thì phải rô đai tiếp nữa. Chủ xe có kẹt việc lắm cho nên mới cần bán, và sổ bảo hành, bảo dưỡng đầy đủ luôn nha anh em, mua tại Kawasaki luôn nha anh em ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ngắm cái xe, rồi mình sẽ quay góc nhìn thực tế, mình sẽ cầm điện thoại mình quay cho anh em xem. Và xin nhắc lại anh em là con xe này chỉ mới 400 km thôi anh em ha. Và nó đã có vô chống đổ, bô độ và biển số đúc gập, kính chiếu hậu gù, kính gù á, ta còn gọi là kính gù á. Rồi ok anh em, ngắm xe. Rồi anh em, đây là cái góc nhìn của mình cho con xe Ninja 650 ha anh em ha. Thì giới thiệu sơ sơ cho anh em một xíu ha về con này ha. Thì giá mới của nó, con này là biển số thành phố Hồ Chí Minh. Biển số thành phố Hồ Chí Minh thì giá mới của nó hiện tại á là 210 ra giấy thành phố Hồ Chí Minh. Còn biển tỉnh là tầm 200 ha anh em ha. Biển tỉnh, biển huyện á là tầm cỡ 200 triệu. Rồi cái tiếp theo là cái con này á, là nó tới 649 phân khối, là 650 đó anh em. Nó 68 mã lực đó. Thì nó hai máy nha anh em, mà nổ rác nãy anh em cũng nghe tiếng nổ rồi. Thì trọng lượng của nó là khoảng 193 kg. Bi đây một người chiều cao 1m6 nè, 1m6. Thì vô dắt thử coi thử cảm nhận con xe nó có nặng hay nhẹ không. Con xe này rất là nhẹ nha anh em ha, rất là nhẹ đó. Rồi nhẹ và nhỏ con 1m6 có thể chơi được. Bi có thể ngồi lên xe cho mọi người ngắm nhìn nè đó. Anh em mà dưới 1m6 là có thể chơi con này ok ha. Thứ nhất là về chiều cao rất là dễ chơi, thực tế cho anh em coi đó. Thì giá con này chỉ mới 400 cây thôi nha anh em, thì mình bán là 175 triệu ha anh em ha, là gồm có bô độ, đồ chơi đầy đủ luôn, đồ zin là không thiếu ha anh em ha. Xe này rất là mới à, em có thể gỡ cái sổ bảo hành chính hãng, chưa bảo hành lần nào ha anh em ha. Anh em đi 1000 cây là sẽ có bảo hành đó. Đây là sổ bảo hành của đây, xe 400 cây. Bi có thể bật đồng hồ lên. Ừ, 400 cây ha, lúc mình lấy là 400 cây ha, mình thử xe là hết đi 60 cây ha anh em ha. Đồng hồ con này rất là đẹp ha, đồng hồ rất là đẹp, hiện đại, thay đổi mới à. Đó, Kawasaki thấy chưa, anh em đồng hồ rất là đẹp, rất là hiện đại. Rồi, thì tiếp theo là sẽ cho anh em coi cái phần ghi đông của nó. Ghi đông của nó đi rất là thoải mái ha anh em ha. Nó sẽ không mỏi như các dòng xe bọt khác, ví dụ như là R15 kế bên đây. Ghi đông này đi rất là mỏi tay, còn ghi đông này chạy rất là thoải mái luôn. Anh em đi tour đồ là nhức nách luôn á anh em à. Đi tour đồ là chỉ có là khỏe khoắn thôi. Anh em ngắm xe ha. Đây nè, mới không anh em. Thì phanh đĩa của nó là phanh đĩa trước là phanh đĩa đôi ha. Thì con này á,
thì mình nhận xét cái dàn đuôi của nó giống như con Z650 đời cũ á, Ninja 650 đời cũ, nhưng mà cái dàn đầu của nó đẹp hơn. Dàn đầu của nó đẹp hơn. Thì anh em xem mà anh em tự đánh giá ha. Mình không dám đem ra ngoài quay á, là bởi vì sợ nó dơ anh em, 400 cây sợ nó dơ. Đây cái xi nhan này của nó lại khá giống của con Ninja 400. Đúng không? Giữa Ninja 400 và ZX25R đồ á, nó khá là giống. Anh em thấy không? Anh em coi rồi anh em nhận xét ha. Rồi, tiếp theo là cho anh em coi cái bộ độ đúc gầm. Đây cái bộ bô độ đây. Đó thì lên luôn cổ luôn nha anh em nha. AK Movit nè, lên luôn cổ luôn nè. Đó. Thấy chưa? Bô zin của nó là như vậy. Đó, bô độ như vậy. Đó. Anh em ngắm nha, anh em coi ha. Thì á, như anh em đã biết, cái con mà đời trước của con này á, đó là Ninja 650 đời trước, thì con này nó sẽ tinh chỉnh lại, được các nhà sản xuất tinh chỉnh lại, và nó sẽ gọi là sao, tiết kiệm nhiên liệu hơn một chút xíu ha, anh em ha. Đó, biết sao tiết kiệm không? Tại vì cái trục cam của nó sửa đổi á, rồi cái ống xả của nó cũng ngắn hơn, rồi có công nghệ dồn số lip bập lết đó anh em đó, cho nên nó tiết kiệm hơn chút xíu. Rồi Bi ơi, mở đèn led lên cho anh em ngắm nè. Con này tiết kiệm nhớt lắm anh em à. Nhớt á, mình nhớ là mình thay cho xe mấy anh em chỉ có 1 lít mấy thôi, 600 phân khối, nhớt có 1 lít 6, lít 7 gì thôi, rất là tiết kiệm. Đây hệ thống đèn led của nó, anh em thấy chưa? Rồi thì bây giờ là tới sẽ cho anh em coi bình xăng này, nó mới 400 cây mà anh em, nó mới ơi là mới luôn. Mở này ra cho anh em xem. Đó. Nè mới không? 400 cây thì anh em còn cái gì mà lăn tăn nữa. Ha nè. Mọi thứ là đều như mới rồi. Gấp nè. Ốc nè. Đó. Nè. Mình không dám rắc ra ngoài luôn sợ chày. Đó. Thông số vỏ trước vỏ sau nè ha, anh em tự coi ha. Đây. Đó. Cái này thì đơn giản, chủ yếu là anh em coi chiều cao yên rồi. Con này thì chạy rất là nhẹ và bốc. Sơn nè, ốc nè, các chân nè, anh em thấy không? Nó mới tinh cỡ đầy nè. Chung nhà người ta có việc nên mà tao có cần bán anh em à. Nè, bánh sau, bánh trước là chưa mở hết luôn ha anh em ha. Đó. Anh thấy không? Sổ bảo hành chính hãng đầy đủ, chưa bảo hành lần nào. Tay nè. Rất là đẹp. Đó, cho anh em coi, bóng láng luôn. À. Đẹp ơi là đẹp luôn ha. Mua được tiết kiệm được mớ tiền á anh em à. Này chơi Tết là khỏi phải bàn luôn. Anh em mua con xe này về chơi Tết là thôi, khỏi phải bàn, nhức nách. Cái con yên 2 tầng này á, chở người phía sau rất là thoải mái nha. Mình đã được đánh giá, mình chở thử người phía sau rồi, thì mình nhận xét thực tế cho anh em là rất là thoải mái, cực kỳ thoải mái. Và con này ga đầu cực mạnh ha anh em ha. 650 mà hai máy thì ga đầu cực mạnh, mà tiếng bô nó cũng không thua kém đâu. Cho anh em nghe thêm tiếng bô lần nữa đi. Đè lên xíu cho nhớt nó bơm lên rồi mình. Đó. Nghe một lần nữa. Rồi. Nẹt đi. Đây là cái mô độ anh em. Rồi cho anh em nghe lần nữa. Cái mà mình thích ở con này là cái phần đồng hồ. Đẹp anh em à, nhìn nó đẳng cấp ghê luôn á. Thì những con này thì đi xa thì đương nhiên là phải thoải mái ha. Và đặc biệt con này khi mà anh em muốn mua thì anh em phải gọi là mình rô đai lại lần nữa ha anh em ha. Ở bên mình rô đai, gọi là mình phải rô đai anh em à, chứ không có thể chạy ấy được đó. Mọi thứ nó đều là gọi là gì, anh em hay gọi là gì, can xà beng à. Còn anh em gọi là gì, bóng nhột nhãn. À, bóng xà beng.
Con này thì nó có cái điểm nhỏ nhỏ chỗ này nè anh em. Đó, cái chỗ này là chắc là do dựng xe á, dựng xe cái đầu nó bị chấm một miếng, cái này dễ khắc phục đó anh em à. Đó, nhưng mà tổng thể là vỏ nè anh em, chưa có đi luôn á anh em, âu lộn, chưa có mòn. Mình hay lộn anh em, quay clip mình hay nói lộn á, vỏ chưa có mòn gì hết. 400 cây mà anh em, 400 km. Xe chưa rô đai luôn. Hiếm lắm anh em mà tìm mấy con này hiếm lắm, anh em đập thùng mà anh em tiết kiệm mấy chục triệu luôn. Mà còn có đồ chơi nữa. Còn gì bằng? Hả? Còn gì bằng nó? Không còn gì bằng nó. Đẹp luôn, từ cái yên luôn. Rất là đẹp. Rồi vậy ha. Anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình. Đây, số điện thoại mình đây. Đó. Hoặc là cái bay Facebook trên kênh Minh Biker. Đó. Mình còn con Z9 nè, để mình mua cá mập về. Thì con Z9 này cũng rất là đẹp. Đồ chơi đầy đủ. Giá lấy luôn đồ chơi là 205, không lấy đồ chơi 190 triệu. Không lấy đồ chơi là 190 triệu nha anh em ha. Là mình sẽ về zin lại hết cho anh em. Mình không để cho anh em tháo bô hết, vô bô zin rồi xuống tay con tay thắng luôn, xuống hết toàn bộ. Con này order 12.000 cây. Bố thắng dày, nói chung là mua về chỉ chạy thôi. Con này đặc biệt á ha, nhớt thay 300V chưa chạy, nước mát thay chưa chạy luôn, thay xong để chân. Anh em cứ yên tâm là mua về chơi ha, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Anh em không lấy đồ chơi, không lấy bô titan là 190 triệu. Xuống hết zin cho anh em.